Thưa quý vị, trong 5 năm, từ năm 2016 đến năm 2020, trung bình tỷ lệ tử vong do đuối nước trẻ em giảm từ 3 đến 4% mỗi năm, tương đương với hơn 500 trẻ em được cứu sống trong giai đoạn này. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là nước có tỷ lệ trẻ em tử vong cao do đuối nước trong khu vực Tây Thái Bình Dương và cao hơn tỷ lệ tử vong chung toàn cầu Vậy làm thế nào để có thể giảm được tỷ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em Việt Nam? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Kim Hoa, Phó cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quỳnh Nga, chương trình phòng chống tai nạn thương tích, Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam để cùng trao đổi. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa bà Vũ Thị Kim Hoa, xin bà cho biết là trong thời gian vừa qua thì Việt Nam đã có những chính sách và biện pháp can thiệp như thế nào trong phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em ạ? để giảm cái tỷ lệ tử vong do đến nước ở trẻ em thì trong thời gian qua đảng nhà nước và chính phủ đã đưa ra rất nhiều các cái giải pháp để có thể triển khai tốt công tác phòng chống đuối nước trẻ em cũng như giảm tử vong do đuối nước trẻ em. Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 234 phê duyệt chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020. Trong đó thì quy định rõ mục tiêu giảm tử vong do đuối nước ở trẻ em cũng như là các cái giải pháp về phòng chống đuối nước trẻ em. Hiện nay thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã phối hợp với các bộ ngành đang hoàn thiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới thủ tướng chính phủ cũng ban hành chỉ thị số 23 về tăng cường công tác đảm bảo quyền trẻ em cũng như bảo vệ trẻ em thì trong đó quy định rõ trách nhiệm của các bộ ngành trong việc triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích cũng như là phòng chống đuối nước trẻ em và đặc biệt là chỉ thị của thủ tướng cũng nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tổ chức chính quyền khi mà để xảy ra các cái trường hợp là trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích cũng như tử vong do đuối nước. Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng tham mưu với cả Thủ tướng Chính phủ cũng như là tham mưu với Ủy ban Quốc gia vì trẻ em kịp thời ban hành các công điện chỉ đạo các địa phương cũng như các bộ ngành tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em trong năm 2021 Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì đã có ban hành công điện để chỉ đạo công tác này đến các Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng phối hợp với cả Bộ Giáo dục Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai cái việc giám sát gọi là quản lý trẻ trong dịp hè. À, để làm thế nào mà trong hè khi các em nghỉ học ở nhà thì vẫn đã được đảm bảo an toàn, được vui chơi an toàn. Vâng, có thể nói rằng đây là những giải pháp vô cùng thiết thực. Vậy thưa bà Phạm Quỳnh Nga, trước thực trạng tỷ lệ trẻ em bị đuối nước ở Việt Nam còn cao so với các nước trong khu vực, Tổ chức Y tế Thế giới có những khuyến nghị gì trong công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em ạ? Để việc triển khai phòng chống đuối nước cho trẻ Việt Nam một cách có hiệu quả, Tổ chức Y tế Thế giới có một số khuyến cáo, bao gồm thứ nhất là chúng ta phải đảm bảo việc giám sát hiệu quả cho trẻ phòng chống đuối nước bố mẹ và những người chăm sóc trẻ là những người đầu tiên có vai trò quan trọng nhất trong việc đảm bảo sự an toàn của trẻ cần phải tạo môi trường an toàn cho trẻ ở tại gia đình ở nhà trường ở những nơi chăm sóc trẻ tránh xa xa không những nguồn nước mở ví dụ như là cần phải lắp những rào chắn xung quanh ao quanh nhà hoặc đậy nắp giếng rồi đối với những hộ gia đình mà sử dụng những dụng cụ chứa nước ở trong nhà như là xô chậu hoặc là phi nước thì chúng ta cần phải có nắp đậy. À, những cái biện pháp rất là đơn giản như vậy thôi nhưng mà thực sự là vô cùng có ý nghĩa trong việc bảo vệ sinh mạng của trẻ đối với à, nhóm trẻ từ 6 tuổi trở lên thì chúng ta cần phải triển khai à, dạy bơi an toàn và dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước các chính quyền địa phương thì cần phải thường xuyên à, ra soát à, những cái khu vực mà có nguy cơ ở trong địa bàn của mình để lắp đặt những cái rào chắn hoặc là à, các lắp đặt biển báo cần phải lên cái kế hoạch phòng chống bão lũ hàng năm để có thể phòng ngừa những rủi ro. Vâng. Thưa bà Vũ Thị Kim Hoa, để các chính sách, giải pháp phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em có thể phát huy hiệu quả, thì trong thời gian tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và chính quyền các địa phương, gia đình và cộng đồng cần có những biện pháp như thế nào ạ? Các cái giải pháp về chính sách về phòng chống đuối nước trẻ em thì mình cũng đã ban hành cũng rất là đầy đủ. Tuy nhiên thì để mà việc triển khai tốt công tác này thì cần phải có sự phối hợp ngành, đặc biệt là vai trò trách nhiệm gia đình cũng như là trách nhiệm của các chính quyền địa phương. Cha mẹ cũng phải chủ động đưa con đi học bơi cũng như học các kỹ năng an toàn tạo cái môi trường an toàn cho con mình ở xung quanh ra xung quanh nhà cũng như là trong nhà phải tăng cường cái trách nhiệm của chính quyền địa phương đối công tác phòng chống đuối nước trẻ em và đặc biệt là nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc không để xảy ra các cái tử vong do đuối nước cũng như do tai nạn thương tích ở trẻ em. Vâng, thưa bà Phạm Quỳnh nga. Trong thời gian tới thì tổ chức y tế thế giới và các đối tác sẽ có những hỗ trợ như thế nào đối với Việt Nam trong nỗ lực làm giảm tình trạng đuối nước ở trẻ em ạ? Tổ chức y tế thế giới đã hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong quá trình phát triển kế hoạch hành động phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 2021-2030. Ở trong giai đoạn tới thì cùng với các đối tác phát triển, tổ chức y tế thế giới sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội các bộ ngành, các đơn vị tổ chức có liên quan và địa phương chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ với các chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng, của người dân, của cha mẹ, người chăm sóc trẻ và bản thân trẻ em về những nguy cơ đuối nước và cách phòng chống. Thứ hai là hỗ trợ việc xây dựng năng lực cho các địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật trong việc triển khai dạy bơi an toàn và dạy trẻ kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Vâng, một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến sự tham gia của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, hy vọng rằng với những giải pháp đồng bộ của nhà nước và các bộ ngành cũng như vai trò trách nhiệm của chính quyền các địa phương và sự quan tâm của cộng đồng thì trẻ em Việt Nam sẽ được bảo vệ an toàn trước các nguy cơ tai nạn đuối nước. Thưa quý vị, Tới đây thì thời lượng chương trình vì trẻ em ngày hôm nay xin phép được khép lại. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình theo địa chỉ YouTube cũng như là fanpage truyền hình vì trẻ em VTV1 và liên hệ đến ban biên tập của chúng tôi theo địa chỉ tầng 8 số 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội, số điện thoại liên hệ 0243 717 3091. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ năm tuần sau.